Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục mình sẽ quay lại với tựa game Lockroad thì hôm nay mình sẽ nói về cái cây kiếm uh, của ờ uh, uh, gì ta? Của Mihop mà Cây Yoru đấy mà anh em bảo lên up lên V3. Nhưng mà mình nghĩ là không phải V3 đâu anh em mà nó chỉ thay đổi hình dạng tí thôi. Từ từ để mình giết xong con vô biển này cái xong rồi mình sẽ nói tôi uh, tặng cho anh em nghe Và cái thanh kiếm uh, Yoru uh, mới vừa được uh, sửa lại nhé anh em để mình làm đỡ con boss cái em đỡ con ui quánh nhanh thế nhanh cực kỳ luôn á anh em à để mình làm đỡ con boss cái nha anh em anh em chờ mình xíu nha điểm nói chung thì trên xe này cũng có vector lebini này kia chưa có up được nên cũng đáng tìm ui không đủ đam luôn anh em à Ghê thật. thôi, bây giờ mình sẽ reset về, mình sẽ reset về một cái xong rồi mình sẽ tăng lại mắt điểm kiếm, mắt điểm kiếm. mình không biết có nên cần tăng mắt mắt điểm kiếm không ta. chắc mình nghĩ chắc là phải đợi đợi nó như bình thường đi, không cần tẩy, mình tính tẩy lại anh em ạ. À. rồi, ok, bây giờ mình sẽ nói tường tặng về cây Yoru mới vừa. Giờ anh em mới vừa phát hiện được đó là cây Yoru nó có sửa lại hình dáng là aura màu trắng sau khi anh em bỏ ra hai chìa khóa rau đen thì mình đã nói anh em rồi cũng như clip trước á mình cũng không có liên thuyên lại nhiều nói chung là anh em cần hai chìa khóa rau đen và chỉ có một người ấp được thôi đó nói sơ cho anh em hiểu gì thôi đây mình sẽ làm tường tặng về cho anh em cái này là nó sẽ có aura màu trắng nhưng mà khi đánh chiêu nó sẽ là màu đen nhá đó và và đam của nó nha vấn đề là đam nhé anh em vấn đề là đam không đổi nha anh em nhớ kỹ cho mình là vấn đề dam không đổi nên mình nghĩ thanh nên mình nghĩ không phải là Yuru v 3 đâu nhé đây chỉ gọi là anh em uh, bỏ 8 tiếng ra để thêm up cây Yuru nó lên màu trắng và có aura màu đen uh, nhìn nó ngầu lòi hơn một tí thôi chứ thật sự thì dam nó cũng như vậy thôi à đó đam nó chả khác gì mấy đâu nên anh em cân nhắc trước khi mà mình muốn sở hữu thanh kiếm này nha Tại vì uh, nó rất là cực luôn, không có sướng đâu Tại vì nếu mà tính ra để anh em bỏ 8 tiếng ra mới uh, có được nó uh, Nếu mà không đánh ra vô, đánh vô biển mà không ra kia thì anh em bắt buộc phải bỏ 8 tiếng ra Mới sở hữu được thanh kiếm có ra Nhưng mà thật sự nó rất là ngầu anh em à. Nó có ra màu trắng aura cái kiểu aura ấy còn skill á aura của skill thì nó sẽ sửa thành màu đen còn aura của thanh kiếm nó sẽ không còn là màu xanh nữa mà nó sẽ chuyển ra màu trắng nhìn rất là hầm hố làm lố luôn sao mày đánh tao hoài vậy mày tay le đánh nó mới ghê chứ chơi 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 lại mày tôi đang sai chiêu cái nó đánh mình luôn chứ chơi chơi vậy ai chơi lại mày ui đâu đấy đâu đấy để mình nói chung là mình sẽ test nam cho anh em xem thanh kiếm này là nó không cần test mình đã thử rồi nói chung là nó không hề sửa gì một xíu về Dam hết nó chỉ là một thanh kiếm yoru như bình thường yoru v 2 không có hề chuyện v 3 gì ở đây cả nó chỉ là update không phải update mà nó dạng như nó được sửa lại một tí về ngoại hình hình dáng và skill đó mình nghĩ bây giờ mình sẽ tăng lại để mắt điểm kiếm đi anh em à tại vì có đánh nhau cho anh em xem luôn chứ hiện tại thì uh, nó không còn gọi là đi uh, boss nữa tại vì mình berto levini thắng tài tướng đều đã full hết rồi bây giờ mình sẽ tẩy điểm lại nhé anh em tẩy điểm là cái tẩy điểm thì tốn ba uh, nghìn điểm thốn đấy tẩy điểm một phát tốn ba nghìn điểm thốn đấy anh em à chết rồi không phải tẩy điểm mà mình đi đổi tộc mình đổi là đổi qua tộc thỏ rồi anh em à what the hell thôi không sao tộc thỏ cũng được đi tộc thỏ kết hợp với yoru nó cũng gọi là gì đó này nọ đấy ôi trời ơi tin được không mình nói mà mình không hề suy nghĩ mình bấm vào và mình lít chuột luôn một pha đi vào lòng người rồi anh em ạ một pha bóp đi vào lòng người rồi không thể nào tin được mình có thể làm như vậy được luôn nhưng mà không sao kết hợp với nhau rất là mạnh luôn tập họ chạy rất là nhanh anh em cầm kiếm chém thì thôi bao phê bao phê nhưng mà mình nói trước là anh kiếm này không phải là yoru v 3 nhé anh em nó là cây yoru đã được update về ngoại hình và aura tam thì nó vẫn giữ thôi anh em nếu mà muốn sở hữu nó thì mình xin nói lại là cần bỏ ra 8 tiếng để treo kiro đen nếu không nếu không có đánh được chu biển thì cần 8 tiếng, còn nếu có vô biển thì hên xui. Như ngày hôm qua đấy anh em thấy là lý do mà cái clip trước á mình xem là có được Yoru V3 rất là easy. Ui có xe máy luôn, what the hell. có được Yoru V3 easy, nó đơn nó không phải là đơn giản nhưng mà vấn đề nó là nó hên được một cái là kiểu như bọn mình đều có x2 rất đồ và cái tỷ lệ đánh rau vua biển nó bốn người lên thì tỷ lệ anh em biết rồi Thí dụ như hai người thì 50 50 nhưng mà bốn người á nó sẽ tăng lên rất là nhiều nữa Thí dụ như bảy tám chục gì đó tại vì bốn người mà nếu mà chỉ cần một người được thì thì uh, kiểu như ai cũng uh, được hưởng ké một tí kiểu vậy đó, đây anh mình chém từ từ cho anh em xem nha đây là đội nón một hức của nó là một ngàn tư máu và hức, hức cuối cùng là một ngàn bảy máu nếu anh em sử dụng nón nha Ủa mấy, mấy kia đâu hết rồi Ồ cái thanh kiếm Yuru này cứ, cứ nó chia em cái hức cuối cùng nó như cái uh, gì ta Như cái tam kiếm rồi anh em à nó cứ Xẹt đi nên rất là khó chịu luôn Đó kiểu này là tất tần tật dài thanh kiếm vô ru mới vừa được một bạn phát hiện được mình nghĩ đây là update rồi nhưng mà chưa có ai phát hiện được chỉ có bạn bạn đó mới phát hiện được thì uh, tụi mình làm thôi sao vậy đứng yêu không được à nhảy tới nhảy lui hoài khó chịu thế hình như là không ai quan tâm tới nhà máy luôn anh em à không ai quan tâm tới nhà máy luôn thì chứ nó cứ hít, cuối cùng nó cứ như vậy thì rất là khó chịu luôn á ai ai về đánh đây ai về đánh nè bắt to bắt to anh em ạ à. bắt cũng tham gia bây <laughs> giờ mình làm mình to <laughs> Anh cô à, lính đi tẩy điểm ấy mà tự nhiên mình bấm bấm nó lỗi cho tập họ vừa thì chứ ba điểm của mình anh em ạ à. đó mình giờ mình dùng đam cho bắt tô luôn cho rồi đi đó. cho tô, thôi mà chém phụ bắt tô cho nhanh anh em ạ à. tự nhiên nhà làm clip nó lại ra nhà máy ui bắt tô sáu điểm mastery uh, tam kiếm là anh em ạ à. gì à lần uh, là nên thôi không có đùa chứ ổng chém lên đường ấy chém uh, bốc hơi ô <laughs> oh, bê Ôi mình đánh vậy mà mình không được nhận luôn nè Bắt tô nhận anh em à Chấm khỏi luôn Du lý thiệt chứ Ra gì mày Ồ oh, cái gomu Gomuno. Để mình coi coi xem cái gì Ngày qua thì xem phụng hoàng anh em à Cát gomu Hết rồi Chỉ cát và gomu thôi Đó. Thực sự thì cái kiếm này mình đang hy vọng là nó sẽ được sửa lại đam với anh em chứ mà bỏ thời gian hai kg đen ra như vậy mà không được úp một tí thì gọi là đam hay là tốc độ đánh hay như thế nào thực sự thì rất là phí mày bay đi đâu mày bay đi đâu mày bay đi đâu khẽ khẽ anh em mà khẽ khẽ Bác tôi đi treo vô viện tiếp rồi đi ngang khẽ cái thôi làm gì căng vậy thì uh, chào hỏi cái thôi làm gì ghê thì hiện tại server vẫn đang tiếp tục là treo vô biển nha anh em Thì server uh, đang có bốn người Treo vô biển làm cho mấy bạn cho bác Tô hay là Levini gì đó có luôn chứ mà để một mình mình có thì cũng khá là kỳ mình cũng đang treo phụ Ở Trong thời gian treo phụ thì mình nói về thanh kiếm này một tí cho anh em uh, Hiểu rõ nó thì sợ là không được búp đam Đó Không được búp đam nha anh em nó chỉ được đổi ra ngoại hình nè và aura của skill và aura của thanh kiếm đó đó là chỉ được như vậy thôi thôi cái video này mình cũng thể kết thúc ở đây rồi anh em mà nói nhiều về thanh kiếm này quá nó cũng không có hay thì chờ đợi khoảng một thời gian nữa khi mà nó gọi gọi là thanh kiếm nó đã được đại trà rồi hết mình cứ coi thử coi admin nó có show cái gì nữa về thanh kiếm này mình có cần làm cái gì để bút búp đam cho nó sau khi mà à, đổi ngoại hình cho nó nhé anh em Thôi mình cũng kết thúc video này ở đây nha Anh em thấy sao thì video này thì để lại bình luận bên dưới nha Cũng cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian để xem clip của mình nha Hẹn em ở những clip sau bye bye